con đấy thế nào? Hả? Nó bỏ lâu lắm rồi. Con này lâu đời rồi. Quê bên thế. Chính vì yêu vì cái cách đấy. Chả tô gì chú bác đéo. Đây. Ngay đây đây đây. Cứ cơm ca cơm cảo nhưng mà chị ơi em sống mẹ. Thằng này không sống kiểu đấy được. Thằng này không muốn làm hài lòng người khác, ok. Kiệm lời quá. Không phải cho ăn ngọt đâu, ăn ngọt được thì phải ngon. Cho thêm vào. Bây giờ từng mười ấy. Ai cho thêm?